Chị gái áo trắng này là nhà vô địch của giải đấu bắn ná cao su tại Trung Quốc. Lý do chị giành huy chương vàng thì mời mọi người xem video. Bách phát bách trúng, không trượt phát nào luôn ạ. Chị gái áo tím này lại là một cao thủ bắn ná cao su. Anh, chị không tham dự bất cứ cuộc thi nào nhưng tài thiện xạ thì phải nói là có 102 luôn. Chị đặt 3 cái chai lên bàn không phải để đứng tự xa bắn vỡ chai. Thử thách chị tự đặt ra là bắn tung nắm chai mà không làm rơi nước. Mời mọi người cùng thẩm ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.